Chào mừng quý vị đến với kênh nhạc của âm thanh ánh sáng Du Tứ. Được không? Hôm nay Du Tứ sẽ giới thiệu với quý vị một cái dòng mic thương hiệu rất là nổi tiếng, đó là thương hiệu BBS Pro Sound. Đây là một dòng mic phân khúc gia đình. Thế nhưng mà Du Tứ đã test và trải nghiệm thì dòng này có thể chơi sự kiện được, bởi vì cái tiếng của nó rất đầy và dày. Đấy, tại sao như thế? Bởi vì Du Tứ đã test rồi. Và để test trực tiếp cho quý vị nghe, mic thu âm chỉ bằng qua cái điện thoại này thôi, thì là để cho anh em trải nghiệm. Trước tiên là giới thiệu qua với tất cả anh em, giới thiệu qua tất cả anh em là cái mic của nó nhé. Đây là cái đầu thu này, con này là mã của nó là M688 M668 đúng không? BBS Pro Sound, nó có gồm có hai màn hình. Còn có hai màn hình, đây là công tắc nguồn này, đây là volume to nhỏ để lên xuống kênh này, đây là set, đây là hai cái mắt trông xa thì giống nhau, nên đây là nút bấm này. Đấy. Còn đây là cái mắt hồng ngoại để nó dò tần số sóng của cái mic này. Đấy. Và đây là cái mic của nó đây, màu xám và tem mã vạch đầy đủ. Đấy. Tem bảy màu, tem như đồng tiền này ạ. Đây này. Đấy. Tem của đầu thu nhé, gồm hai dâu, hai mic. Mic là được làm bằng chất thép inox rất là đẹp và sang trọng, gồm có hai con chống lan này, dây 6 ly này, đây mic đây này. Đấy, cái mic này nó có chữ BBS đây này. Đó. Hàng này thì đúng là phân khúc giá rẻ mà hay thực sự. Tại sao hay? Bởi vì tí sẽ so sánh giữa một cái con Villa KTV S600 và cái con M668 này xem con nào chất như nhau. Đây, con này là cũng là 30 cộng nhá, có nghĩa là max volume, là volume hết cỡ. Đây là đều hai dâu của hai con, một con trên và con dưới, và đều là cùng kênh nhá. Con này cũng max volume này, 30 này. À, con này cũng 30 này, đúng không? Chung một cổng con vang này nhá. Chung một cổng con vang này. Và bây giờ quý vị nghe nghe cái tiếng mộc trước ấy. Vô tư để này. Giá rất là rẻ, 2.500.000 đồng một bộ mic BBS. Quý vị sở hữu cực chất luôn. Dám khẳng định là chất. Vâng. Đây là hai con này là hai cái mic của hai dòng khác nhau. Đều là tự ngắt nhé, đều là tự ngắt, để trong vòng 2-3 giây bỏ tay ra là tự ngắt, cầm vào thì nó lại hề lên âm thanh. Và bây giờ cho quý vị cùng nghe, trước tiên thử cái này trước nhé, thử này trước này, Du Tứ quay để cho anh em nhìn nhìn thì thử làm trước này. Alo, alo, đúng không? À, alo, 1 2 1 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
con này bị vỡ này. 6712 6712 121 mi độ nhạy lớn hơn, độ nhạy lớn hơn, có nghĩa là hát sẽ nhẹ nhàng hơn cùng một cái âm lượng đó. Đấy. Khác biệt là 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. Dạ vâng, kính thưa quý vị đại biểu, nê 6 7 nê 6 cho ý chỗ lên nhá. Alo 1 1 2. Tôi muốn hỏi, có phải vì đời chưa tròn vòng tay? Tôi muốn hỏi, có phải vì đời chưa tròn vòng tay? Có phải vì tâm tư du kinh trang thư còn đây? Có phải vì tâm tư du kinh trang thư còn đây? Nê sáu. Reverb nhé, anh em nghe nhé. Reverb này.
Alo. 1 1 Alo. 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 1 2 1 2 Xin kính chào quý vị. 1 2 Xin kính chào quý vị. 1 2 qua như thế cho anh em. Không cần phải giới thiệu nhiều nữa, bởi vì là cũng chẳng quan trọng là cái mic cái củ nó như thế nào hay là nó ra làm sao, đúng không? Quan trọng đấy là cái chất âm thực tế mà anh em trải nghiệm thương hiệu BBS, một thương hiệu rất nổi tiếng mà bất cứ anh em là buôn âm thanh cũng đều biết đến thương hiệu này. Còn rất nhiều bác tiêu dùng cũng đã từng biết đến, đúng không? Đây thử mic thì chúng ta chỉ thử thế thôi, chứ không phải là thử nhạc hay thử gì cả. Mic là chỉ alo thôi. Em đây là trải nghiệm M668 BBS dưới là Vina KTV, đúng không? Anh em trải nghiệm thì liên hệ dù tứ 0974682663, giá 2.500.000 đồng. Anh em có nhu cầu thì để lại số điện thoại hoặc là gọi trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo 0974682663 hoặc là Facebook nick Phạm Dư Tứ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.